Hello, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Em là Phúc. Thì như các bạn và quý anh chị đã biết đấy, thì bên em thì chuyên mua bán và trao đổi những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng. Thì hôm nay thì em mới về một con Kia Carel. Con xe này thì đời 2015, đời khá là cao quý anh chị nhé. Một cái dòng xe 8 chỗ. Thì hôm nay thì em sẽ review kỹ cho quý anh chị về con xe này để quý anh chị và các bạn cảm nhận rõ về con xe này. Tại vì cái dòng Kia Carel này thì rất là nhiều người hỏi và rất là nhiều người cần tư vấn về con xe này. Đây, trước mặt quý anh chị là con Kia Carel đời 2012, số sàn quý anh chị nhé, số sàn. Con xe này thì hiện nay đang bên em đã rút hồ sơ, và xe này thì hiện nay là màu bạc quý anh chị nhé. Con xe này thì bên em đang bán với giá là 380 triệu quý anh chị, bao quý anh chị các bạn rút hồ sơ sang tên công chứng trong ngày luôn quý anh chị nhé. Thì khi quý anh chị và các bạn xem những video thì hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và những dòng xe giá rẻ bên em quý anh chị nhé. Thì như quý anh chị đã biết thì bên em thì chuyên mua bán những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng với rất là nhiều dòng xe và mẫu xe khác nhau. Thì quý anh chị hãy đến với em thì tha hồ cho quý anh chị lựa chọn những cái dòng xe giá rẻ, những cái dòng xe cao cấp, những cái dòng xe số sàn, số tự động, máy xăng, máy dầu đầy đủ cho quý anh chị lựa chọn nhé. Thì đây chính là con Kia Carel đời 2015 này quý anh chị nhé. Bên em đang rao bán với giá là 380 triệu, bao quý anh chị rút hồ sơ. Hiện nay con xe này thì hạn đăng kiểm của nó đến tháng 5 năm 2021 quý anh chị nhé. Đây, để em đi vòng quanh sơ qua cho anh quý anh chị tham khảo và xem con xe này đây. Đây, xe này thì chủ đi thì rất là giữ gìn được quý anh chị ơi. Quý anh chị chỉ cần nhìn xe là quý anh chị đã thích luôn. Sơn xi keo chỉ đã còn nguyên luôn. Này, mâm đúc đang mới tinh luôn này quý anh chị này. Đó, phanh ABS đầy đủ cho quý anh chị nhá. Túi khí an toàn đầy đủ cho quý anh chị này. Xe đã được dán phim nhiệt để chống nóng cho quý anh chị nhá. Đây là nội thất bên trong đây quý anh chị này. Nội thất bên trong là ghế da này, trần nỉ này quý anh chị nhá. Ghế da trần nỉ được tích hợp thêm màn hình DVD. Đó. Rồi tất cả túi khí rồi đầy đủ radio với em điều hòa đầy đủ cho quý anh chị nhé. Vô lăng còn được tích hợp thêm những cái phím điều chỉnh volume hoặc là điều chỉnh những cái thông số trên xe quý anh chị nhé. Đây, và trên cánh cửa đây được tích hợp tất cả những cái phím lên xuống gương để khóa gương, khóa cửa ở đây. Ốc ác xe đang còn nguyên zin này quý anh chị này. Đó, lót sàn này, sàn đang còn mới nhé quý anh chị nhé. Các cái thông số trên xe này, ốc ác này quý anh chị này. Đó, nguyên zin theo xe luôn. Mình cam kết với quý anh chị luôn là xe nguyên zin, chưa có vặn tút hay là chưa, cái này, ghế này anh chưa thay này quý anh chị này. Ghế là sơn này. Da này được đục hơi này quý anh chị nhá. Đục lỗ để giúp thông thoáng hơi quý anh chị nhá. Những cái dòng xe này, xe nguyên zin theo xe luôn đấy quý anh chị ạ. Đó, trần nỉ này. Đó. Đây, về phía khoang sau đây quý anh chị này. Đó, hai vùng điều hòa độc lập quý anh chị nhá. Đó, khoang sau đây là một cái dòng xe 8 chỗ mà được rất là nhiều người muốn sử dụng cái dòng xe này, chỉ với là 380 triệu thôi. Ốc ác đầu nguyên luôn, táp ly này. Đó, đó, nguyên mới luôn nhá quý anh chị nhá. Đó, mâm này, mâm mới, cửa đóng rất là nhẹ nhàng quý anh chị nhá. Đây, có gạt mưa sau luôn này. Đấy, khoang sau của xe này. Đó, nói chung là xe này thì đây này, ốc ác này. Đó, chung là ốc ác nó còn nguyên luôn quý anh chị nhé. Các cái thông số trên xe này, đây, bộ kích này mới tinh luôn. Đó, thì quý anh chị nào mà có nhu cầu tham khảo về con xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số online 0979 77 893. Em tên là Phúc. Bên em còn rất là nhiều mẫu xe cho quý anh chị và các bạn lựa chọn nhé. Đó, hãy đến với em để được tư vấn một cách tốt nhất và được cái giá tốt nhất cho quý anh chị nhé. Rồi, em xin phép dừng video tại đây và cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.